Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị phần diễn báo cáo các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản tổ nghệ thuật đơn ca tài tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020. Kính mời quý vị theo dõi. Bà Rịa Vũng Tàu.